Thưa quý vị, có nhìn những hình ảnh vừa rồi, chúng ta mới thấy rằng chúng ta đang sống trong những ngày mà quả địa cầu màu xanh của chúng ta đang có những biến chuyển rất mạnh về mặt thời tiết cũng như là về mặt khí hậu. Có thể thấy trong vòng 40 năm qua, chưa bao giờ mà miền Bắc có nhiệt độ rét sâu cho tới như thế. Và ở miền Nam cũng chưa bao giờ mà được trở lại không khí Tết, đón cái se se lạnh giống như mà thời nhỏ Hồng Quyên hay được đón. Một trong những lý do nói về câu chuyện đó, theo như các chuyên gia họ có cảnh báo rằng các chuyên gia của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Hòa bình Xanh vào ngày 22 tháng 2 cho biết diện tích băng biển ở Nam Cực sẽ giảm xuống ở mức thấp nhất trong lịch sử trong năm nay, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu và có thể sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống hiện tại của nhân loại. Tổ chức Hòa bình Xanh dẫn các kết quả đo đạc và tính toán sơ bộ của Trung tâm Dữ liệu Băng biển Quốc gia Chile cho thấy diện tích băng biển xung quanh lục địa này đã giảm xuống mức thấp hơn cả kỷ lục tối thiểu được thiết lập trước đó hồi tháng 3 năm 2017 là 2,1 triệu km² và chỉ còn 1,98 triệu km² hôm 20 tháng 2 năm 2022. Đề cập đến tình trạng diện tích băng biển ở Bắc Cực tiệm cận mức thấp nhất trong lịch sử vào năm 2020, Tổ chức Hòa bình Xanh đã kêu gọi thiết lập một mạng lưới bảo tồn đại dương toàn cầu để ngăn chặn khủng hoảng khí hậu tại cả hai cực của trái đất. Theo Tổ chức Hòa bình Xanh, bán đảo Tây Nam Cực là một trong những khu vực ấm lên nhanh nhất trên trái đất, chỉ sau một vài vùng thuộc vòng Bắc Cực. Tại một số điểm, nhiệt độ trung bình đạt hơn 3 độ C.